Hey yo, what's up? Alo mấy anh em nha. Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh của mình và mình là Lucky đây. Rồi sao bao lâu không gặp anh em nhỉ? Nhưng một ngày thôi, hôm nay mình sẽ chơi Liên Minh Huyền Thoại cho mọi người. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và subscribe kênh của mình để ủng hộ mình nha. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều và giờ anh em hãy enjoy cái video này nhé. Ba người quá. Ui lên. Go. Let's go. Ba. Bye. Wait, let's go over there. Anh đã cách xem video chưa? Vô đi. Rồi, cái gì vậy? Đi, anh này chưa mở. Ủa sao cháu anh này vậy? Phải này không? Không biết. Thì cái lúc đầu nhìn cái không nhìn giống anh này, giống anh hai hả? Không biết. Được xem kiếm thôi được hay vậy. Ai biết thì đi lướt thì tao phải thấy rồi. Ủa tao nhớ là tao chặn rồi mà. Chặn gì? Nhớ là đâu up video đâu. À chắc nhỏ nó up rồi. Ôi chị cháu anh ta thiệt á, thiệt. Mày ký gửi cho chị đi đào, ký gửi cho chị đào ấy. Muốn làm thì có làm. Mày ký gửi qua đó. Ủa chị phải xem chị thử xem thử phải lúc kỳ không. Gì đâu mà. Mày ký gửi thì cái nha. Ký gửi. Anh chị anh đào mà anh ủa rồi đó sao ta chị xem thử phải lúc kia không chị xem có phải như tèo của chị không đây đâu tình của này
Biết là mình thích nhau, còn chuyện xa hơn thôi để tính sau. Không phải mày đâu. Chuyện rồi đó, trời cái chuyện rồi. Không gì giống anh trai thiệt mà. Anh trai đúng không? Không. Phải không? Đi nhìn đùa thề. Đi cử cái đường xuống. Cái đường xuống cho mẹ mẹ nói giống anh trai. Không. Rồi cái cử cho anh sao? Ủa giờ gửi anh sao? Rồi sao tắt mic rồi? 我操你妈！ Đi cầm mà! Đi gửi rồi! Nghe giải thích đi kìa! Không thu lại được luôn! Bun nè có... Ơ, bun chưa gì? Phải có bun nè! Bun đi sửa xe rồi? Lát nữa cái về cái đưa cho ông Bun nó coi. Có phải coi trời phải gió phải ngay không nha. Để xem sao chứ tự nhiên mình đi đâu á. Vậy. Này. Alo. 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 Ai xem sao chứ tự nhiên ra Đà Nẵng cái kia có người mới gây bắt tá mà gây cái cắm sạc à? Hả? Anh này bắt cá hai tay à? Bắt cá ba tay à? Hai tay bắt cá hả? Sao tự nhiên mới lên nhìn? Anh nhìn lại đi, cứ phải giống anh này không? Ôi, chứ nhìn giống thiệt luôn á. Biết là này cái kia cái chữ gật đầu cái miệng cười là giống anh hai mà. Ôi cái nó thiệt á? Không phải. Anh này xem lại đi. Mũi này cao hơn này. Ai gọi mũi nó cao bằng cái này mà cái đó gì vậy? Mũi này cao hơn. Cái khuôn mặt, cái khuôn mặt này giống bánh hai thì cứ. Trời ơi, không biết tao mập lắm. Làm sao mà xem tự nhiên follow mày chi vậy? Ai follow đâu? Hả? Mà là anh này thiệt hả? Không. Thì những cái tại sao em follow chi vậy là anh này đúng không? Tại sao là võ hoàng kim đấy? Cái gửi rồi đó. Ờ khóa lò đi AD, AB thế này. Tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Chết mẹ rồi. Thế thôi xong rồi đó. Mẹ mình đã đi một người A còn đi. Ok. Ok. Bốt, bốt, bốt. Bốt. Má. Ủa chào nhỉ mà. Chết mẹ là. Bốn. Tại sao lại kiếm được cái gì hay vậy? Hả? Hả? Này. Cái đưa cho Bun coi mà Bun nó giống anh hai á là chết đó kìa. Thế thì giống nhìn người giống anh hai mà. Đâu phải. Đâu phải. Không, cái này cái này là giống cực kỳ giống luôn. Nhưng mà nhìn đẹp trai không? Nhìn nó đẹp trai không? Đẹp đúng không? Nhìn đẹp trai đúng không? Không thiệt. Nhìn giống cực kỳ luôn á. Giờ nghe nói AZ cầm bản gì mạnh kìa. Chỉ nhớ chơi kìa. Chỉ chịu. Bôn lên đây bôn.
Bún cái này coi phải, bên này phải anh hai không nha. Nè, Bún coi nha, phải anh hai không? Nè. Nhìn nè, nhìn nhìn. Đó, phải ra nhìn cháu ở đây không? Phải. Nói chưa? Cái đó gì đây? Không phải, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Rồi, Bún xem lại, xem kỹ vào, xem kỹ vào. Nhưng đâu phải luôn. Không, tắt tiếng đi nên đừng lên. Rồi đưa xuống cho mẹ coi luôn. Đưa xuống cho mẹ coi. Nhưng anh với cô ấy chỉ là bạn thôi. Lấy đồ phủ đầu đúng rồi, lấy đồ phủ đầu á. Cái giấy đi đồ phủ đầu mà. Nó biết chơi, chỉ cho nó chơi lên tốc điện, nó chịu lên, thứ mất dạ. Nè mà nghe thấy giống anh hai không? Hả? Ấy giống anh hai kinh khủng luôn. Ừ thì tao cũng thấy nó giống thiệt mà. Thì đó là anh hai chứ còn thấy giống gì? Không phải. Không phải, không phải. Nghĩ sao vậy? Mẹ nói giống không? Hả? Ấy chưa, đưa cho ba coi luôn. Anh điện bỏ cho ba xong, mẹ nói sao? Sao nhìn giống anh hai vậy? Giống anh hai mà. Giống thôi chứ đâu phải là anh hai đâu. Lao quá. Xem hai của này. Rồi mẹ để ký gửi qua chị Đào, chị xem chị Đào có thấy giống không nha. Gửi chưa? Giống một phát là anh này. Anh này có chắc có phải anh hai không? Chắc. Chắc có phải anh hai hả? Ừ, chắc. Chắc nó là anh hai không? Không phải. Anh hai ngoài. Ê sao sao cái đó chắc? Thì nó không phải ngoài... mà, chắc chắn không phải anh hai mà. Không. Rồi ký gửi nha. Khi gửi á. Gửi qua định nói gì? Hả? Chưa gửi, để gửi đâu? Định gửi thì nghe nói khoan gì đó. Cái la lên gì đó. Khoan, rồi tao nhìn lại tao thấy cũng giống thiệt, qua thì không giống đâu. Nhưng mà tao nhìn lại mắt nhìn giống mình 98% rồi đó. Gần 80%. Khi nó ghi giống là tự nhiên luôn. Tự nhiên cái video này bất ngờ. Ủa tự nhiên sao mình lại xem nhỉ? Cái tự nhiên nó ra nó điểu lên nó lên vào khi xem á. Ai về cái chuyển tiếp này, cái gửi qua nha. Để lúc mà ta xem thì đâu thấy ủa gì điện giống mình dữ vậy. Lúc mà ta xem lại thấy là sao mà giống mình dữ quá. Và ta nghĩ chợ chắc cũng vài thằng cũng thấy giống mình bình thường thôi. Thì trường hợp bị gặp hoài. Nhưng mà trường hợp này nó cực kỳ giống nghe hiểu không? Thì cái trường hợp này nhìn nó giống quá. Trường hợp này nó giống quá nên thành ra là trường hợp này nó giống quá, thành ra là nó mới kiểu là trường hợp này nó giống quá. À để cái gửi qua xem nha. Cái gửi qua nha. Gửi rồi. Hả? Anh ai gửi hay là để anh ai gửi hay là chị đó gửi nè. Ừ, ok. Đây đó mà bao nhiêu điểm thảo vậy? Nè. Sao đi rừng người cầm nó? Nghe nhìn đem nó mà bích luôn đó hả? Anh ai xem sao đi á nghe, phải là ra là chết luôn á. Mà cái chắc nó phải này, có phải này không vậy? Ủa thì nghe nó xạo sao? Sao nãy nghe nói là anh hai? What the fuck, nó cảm xúc điệp thiệt kìa. Nó đánh bài mà. Ai? Tôi tin đâu. Ôi chết mày, mày cầm gì rồi? Đây. Vẫn trốn, vẫn... Ôi không trúng luôn kìa. Điệp à. Mép mép gì mà không trúng rồi. Cái tặng cho cá này. Người ta đánh thượng quát cho không cho nữa. Cái mong nó sớm là đi rồi đấy. Đời đi. Mà giúp hơi sâu quá nghe, giúp nó chín chín máu á. Sao
giúp chín chín máu à, tao quấn thường cái chín nhắc rồi. À, giúp hơi sâu. Hơi xoa. Ủa sao chuột nó lên cái đúp trước tiêu vậy? Có máu sợi. Có máu gì đâu? Có nhiêu đâu máu còn cấu. Có anh hai trước. Cái gì vậy? Ủa cái gì vậy? Đánh gì? Ôi trời ơi. Cái gì gớt cái gì vậy kìa? Lượm đi tìm mấy cái gớt lên. Mày nhìn tóc bằng này, lên tóc đi, phản ganh, lên tóc phản ganh. Boss thằng AD còn spell. Chưa lên bạc à, để mình đi ganh rồi. Ga này. Lỗ lên nhìn chơi. Đang đi nha. Hai ngay. Chạy đi. Không trúng thôi chạy đi. Trúng rồi nó flash gì đó. Chui thế, nó flash rồi đó. Hết chịu đốt luôn á. Từ, đẩy lính vô đã, đẩy lính vô. Sao lính sao nó lên rồi. Bỏ đi. Hết chịu đốt. Hai. Chết rồi đó. Chịu đốt đi. Mẹ. Hết chịu đốt. Không có chịu đốt. Có chuyện gì đâu chơi hết. À là cũng đâu. Ủa sao cầm ba đánh ăn game rồi chưa? Không, đang đánh cầm cái này nghe nhìn thằng AD kìa. Cầm ba đánh chém nó ba cái chiếc nắc rồi. Quả đó thiếu một kiếm giúp kìa. Ông nó bị đẩy ra, cái đánh thì đẩy ra. Và ba đó cũng không. Ý là nếu đó là cầm ba đánh là ăn rồi đó. Để chết rồi đó. À, cầm ba đánh cũng tại vì lúc cái tới cái từ khi chưa đánh nó xong đâu. Cái đó anh phải đánh thường được em mới tích được cái ba đánh. Mà cái này khi còn chưa đánh thường nữa. Ở đánh thường chưa ta? Thì nếu cầm ba đánh cũng nhanh thường. Đánh rồi mà. Mà thiếu một kiếm đánh đó. Tôi cầm cái bảng này chuẩn bị ra đây nó chơi chứ giờ bay ke đâu phải. Bảng này đâu liên quan gì đó. Cầm bảng này em review thiếu sát thương rồi. Em review là thiếu sát thương, mới là cầm bảng đó là em review thiếu không dừng chơi luôn. Con mẹ em review lại làm cái gì vậy trời? Đi xuống rồng nè, đẩy boss đang đẩy nhanh. Đi xuống rồng nè, boss đang đẩy gì nè.
cứ về. Rồng ta đưa ta tới ta đưa, ta đưa cả thế giới vào bên trong, biết lúc có lúc không. Có cách thì có. Things aren't gonna improve themselves. À, ngã đưa hơi gà ngay ơi. Đánh đi, đánh đi, tao ngâm mít. Đánh nhanh, đặt giúp cho. Chặn nó, chặn, chặn đầu lại. Đùa. Đánh thử bọt. Chạy 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 ra, chạy ra, chạy ra. Ờ, đi đâu vậy? Qua đây. Đang đánh mà. Đây đây, quay lại, quay lại, quay lại. Ủa, cái nữa. Ui đó. Quả đó, hai thằng đồ kia phải chạy qua mới giết từng bọt luôn chứ. Ui dồi ôi. Ôi dồi ôi. Quả đó, thằng ADM nó nằm sau lưng à. Phải chạy lên qua bên kia rồi cho tụi mọc dưới theo chứ. Thằng AD thằng à. Tới xong sao chụp chứ. Á, cái quần què mình tránh gì vậy? Quả chưa lên 5 nữa. Á, ăn xong cua mới lên được. Mà không có tụi đeo. Thôi, đi rồi, đi rồi, đi rồi, kéo đi làm chó. Mình đi hơn mà, thua mà, đâu thua đâu. Ủa, không phải. Boss tàn. Không. Nè, mình phải di chuyển chứ, thằng AD để là mình hit level của nó là gì lắm. Làm gì với boss? Chưa biết, chưa thấy luôn, chưa lộ. Không thấy chưa top rồi. Có con rồng đâu? Thì chưa lộ. Ủa, thế chưa boss à? Đang chắc ăn bài đá hả? Con rồng. Này rồng top rồi, top rồi, top rồi, top rồi. Thì đi xuống ăn rồng luôn. Đi xuống rồng luôn. Từ nha, để khí ga đã, nó có flash rồi, nó có flash rồi. Rồi. Có rồi, thôi. Nó từ từ để khí ga đã chứ là nó thiết làm được rồi đó. Thì phải làm lẹ chứ nó có mắt mà. Quả nó tâm nắng e rồi thấy có mắt rồi. Nè xuống mót luôn, 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 đi biết kia luôn, đi biết kia luôn. Thằng sợ bọt cái gì rồi? Chừng quá. Thôi bỏ đi. Nhìn nhớ farm này, farm 50 con. Hết tình. Hết tình. Ừ, nó định bắn cứ con cua này hả? Nó định bắn cứ con cua ấy, chứ còn cái gì không nữa. Yếu quá, thằng này yếu quá. Phá bị. Nó vô hả? Không. Để con mắt luôn mà. Ê, chưa thấy thì lùi tới đi. Ừ.
sờ mai sờ mũng gì hết đi, sờ mai sờ mũng gì đi, đánh đi sờ bọt, đánh sờ bọt, đánh sờ bọt. Được á, thôi chạy 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 chạy, à là cú cú. Cú cái, cú cái. Cú biết, rơ về. Cú về được không? Ừ, chạy được rồi, chạy được rồi, chạy được rồi. Đỡ cho thằng Tóc nó gánh đi. Sao ra đế về vậy? Là hỏi gì nó? Bữa nay chơi, bữa nay giờ đại đi. À, xíu ba. Đù, nhanh. Tâm tạo bay kê mạnh gần lâu lắm rồi đấy. Chơi bay kê 4 kiếp rồi giờ mấy cơ bản là không được, chết mạng này rồi. Ê, nay ra kìa, rồng kìa. Ê má, nhìn con chuột kìa, trời ơi, nhìn con chuột kìa một đồ. Rơ về, rơ về, rơ về. Ui, ui, tạc anh ấy skill chuẩn chưa kìa. Bu ạc ở đâu đấy? Ô bùa. Ờ, đi về đếp chút bùa. Má cầm tướng phải dùng kỹ năng, nhưng lại không có kỹ năng. Ủa lô gửi chưa? Vừa. Hả? Mày muốn gửi không? Cái gửi. Thôi. Thì cái định để ra gửi cho ý nghĩa. Hỏi gì vậy? Mít nó phải rờ kìa. À, mít rờ. Em muốn làm đây mới không? Không được, không tóc mà đánh được mà. Cứu không? Cứu cái hả? Cứu cái, cứu cái. Không cứu, không cứu, không cứu, không cứu, không cứu được. Chết luôn rồi nè. Ủa, má ổn tiêu phục luôn rồi. Kêu được này hả? Không. Chơi được này, chơi được này, tốt rồi, tốt rồi. Ồ, hòa đi, còn rờ. Kệ nó. Chơi được. Còn đéo cũng về gì hết á, giết mày luôn. Tiếp. Chơi hai thằng luôn á, chơi hết luôn á. Kéo nào cũng được, kéo đi. Bệnh dạng tay lên, kéo đi. Đi. Qua luôn. Bài chơi không thảo gì đấy. Không. Không còn. Tuy là hụt rồi chứ. Ông Tóc có rờ, đừng sợ, ông Tóc có rờ. Ấy chứ, anh này cũng có rờ. Bỏ Tóc rồi. Giờ quả nó dùng rồi, giết người thôi chứ giờ sao giờ. Pha đó cũng không chỉ kịp nữa, pha đó cũng không có làm được gì hết. Pha đó hết cái đen gì thì mình phải dí là, mình phải một đổi một. Vấn đề không phải dí, chứ không, mà cũng ngồi dùng chiêu hụt hết tầm 7, tầm 3 luôn. Không trúng cái gì luôn ạ. Dùng bay kê, chết mẹ rồi. Cái kéo con bay kia ra chậm làm như nó ra nhanh như con Blitz hay là con gì á. R cũng hụt nữa. R xa vậy mà sao bắt sao R được? Cái tao làm được. Ai vậy không R được.
ra đi không nó em quy khí được được nó mất rồi rồi nó mất rồi rồi ờ mất EW nè kéo vô trụ rồi thả đi rồi thả ok để nó tan để khiết farm lấy nó mắc lấy mắt sao ăn hết rồi ra đây được ra đây rồi đâu có gì xe ừ nha người ta xuống vẫn được từ từ thôi có mắt đó có mắt đó mắt rồi có mắt đâu đừng có mắt từ từ thôi để tao học tôi sẽ cái đi ra cover được quýnh được rồi cứ thủ đi tao không sẽ đừng nó vô báo liền nha đừng quýnh nữa tao sẽ cái không vô đâu nó không biết luôn á nó biết là vô rồi đâu nữa rồi cả lại chú quá không cần bỏ cùng lắm thì bỏ riết chơi chung rồi nhà mình chơi mất này thằng này còn nha thằng này còn nha hết tàn rồi nồi có mắt mà có mắt không có được bỏ rồng đi gì giả đẩy mất rồi thả gì giả lại nhanh nha ai ăn cũng được ơi ở về đi ngay ơi sống rồi sau được cho bước tới rồi lên lại nè anh đi hết phần lá rồi lên lại tao chạy nhiều vậy đi rồi ôi địt con mà nó cái to cái bot gì mà tao hết chơi được rồi có tele AD hết bóp còn full chưa bèo. Ủa nào có gì điện tự do nào? Tele thôi chở đi. Từ có đánh nhau là mình tele. Được cái chủ hả? Xui thế. Đây. AD mình đang bị bắt. AD mình flash luôn. Ok. Không sao, mít chơi được. Mít lay rồi. Mít chơi được. Biết chứ bộ khí nặng bộ bản không quan trọng mà quan trọng là trình cho tao mạnh lắm rồi đó ra qua này di chuyển qua cướp đồ của nó là quấn được nè chà quấn được nha tới rồi nè bắt AD được nè, tao tao dám hơi cho AD chết rồi ai bắt ở đây đi luôn ui ai giờ mới thấy AD hả? giờ mình mới thấy AD bắn thường đi ơ à, chết rồi ủa không phải máu luôn vậy mới nói ông laptop mình gánh đấy chứ mít định đam vậy thôi chứ nó mạnh lắm anh nè mạnh lắm đấy nhìn ra đây làm gì mẹ đánh thằng đi tục kẹn quần luôn
Thằng đây tao bắt được nó rồi, nó kiệt sức người ta luôn rồi. Úi dồi ôi, thằng đây lại chết rồi. Kìa à, đi đi cắm mắt đã. Ô, đi qua mắt rồi, em không thấy rồi. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Thấy ở đây kìa. Này, này, mày đồ gì flash, tao nghĩ không được flash đâu. Chạy chạy tới, tới, tới. Chạy chạy, lăn kìa, quên kìa tao vợ chưa. Chạy chạy chạy, người ta chạy được, chạy chạy được. Chạy 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 chạy. Cố gắng sống nha. Ồ, quay lại được rồi. Đi 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 đừng 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 nói đừng nói đóng rồi. Ờ, cho mạng. Ừ, sao em cho mạng? Tao có ăn đâu. Mạng cho mít á, cho mạng cho mít á. Tao có ăn đâu. Mít nó lắm mày. Thôi nè. Cú. Trời ơi ché. AD hết. Gần hết rồi. Mất hết nè. Di chuyển nó mới đi mất hết gần hết luôn. Mất hết thiêu luôn á. Bỏ đừng quýnh nha, đừng quýnh nha. Đừng quýnh nha, có một mình đừng quýnh. Đứng lên đứng trên mặt chó kia đó. Không đứng lên mặt kia đó. Quay lại cứu người kìa, cover đi. Tới này, kéo kéo mình, kéo mình nó, kéo mình nó, kéo mình nó. Kéo mình nó đi, kéo mình nó đi, kéo mình nó đi. Bỏ top rồi. Má không kêu cái gì? Bích kéo cái gì? Bốn thằng. Bốn. Ơi, ơi. Được. Tao người ta quýnh được AD đó. Ui má thằng mít hình đấy. Má thôi. Thôi được rồi. Rồi đi mẹ chết luôn. Rồi vào đây không? Rồi được. Thằng AD còn flash nè. AD hết flash rồi. Nó còn flash kìa không mà. Nhiều thì xì quá. Tên xì quá. Tên mình 4 đến 3 chứ nhiều. 4 đến 5 chứ nhiều. Bắn nằm chứ. À tính cái video luôn hả? Nhưng mà người ta vẫn có tác dụng nha. Tác dụng người ta vẫn đi ganh, đi kéo được nha. Tên mà không có đam luôn. Có mình, à, thằng AD đó có mình có sóc được. Sóc nó sóc biến như mẹ rồi. Mấy lần như vậy rồi nó hơn vậy. Còn lại thì đưa mặt ăn kêu rồi chết. Hai thằng còn lại sụp vọt với AD đưa mặt ăn kêu rồi chết thôi. Chứ có làm gì đâu. Chứ đốt. Ê cày thế. E lên. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Chơi được không? Chơi được quá, chơi được quá. Chu kìa, chu hết flash, chu hết flash. Thôi, bỏ, 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 chuột nè, chuột nè, chuột nè, bắt được chuột nè, bắt được chuột rồi. Bắt được chuột rồi, bắt được chuột rồi, bắt được chuột rồi. Này, cứ kéo ra đi. Bắt được một cái. Một thằng chết, một thằng chết, một thằng chết. Đánh luôn này, đánh luôn này. Chuột chết rồi, chuột chết rồi.
chuột chuột bắn chạy là chuột không không có đam nha, chuột không có đam đâu. Chuột có chạy rồi, chuột chạy rồi, chuột đâu rồi? Chạy luôn, chặn đâu đi, chặn đâu đi, chạy đi. Ui, chúng rồi, chết rồi, chết rồi, ra bắt đầu luôn, bắt đầu luôn này, bắt đầu luôn này, bắt đầu luôn này. Ủa, chết hai cửa. Thế mà đê còn miếng máu sao dám ra bà rình ta? Một mình tao câu, một mình tao đánh chuột luôn á. Tao bỏ đi. Thì cứ càng kéo chuột ra khỏi đường hình gì, cái gì ra rồi được. Em bán chuột có được chơi đâu. Tại đi về đi, đừng ở lại, chuột nhiều đồ lắm. Nghe đánh không lại chuột đâu. Ai nói nãy chuột có phải tóc biến mà nãy chuột chỉ bỏ chạy thôi mà. Giờ nghe hết rồi đúng không? Giờ nghe hết rồi thì giờ nó đánh ra thôi. Hết gì? Còn nguyên mà, có rờ có đồ mà. Nè, nào đánh thì nói ta người ta lấy sờ mai nha. Nhưng mà khí sờ mai trước còn ai mới sờ mai nha. Ừ, thì khí canh còn... là khí tính tính tham. Canh còn 1000 máu sờ mai là đẹp. Đi hả? 1000 máu rồi, 900 máu tính sao? Rồi chết rồi. Chuột chết rồi nè. Cho nó quy, cho nó quy. Ok. Đâu rồi? Mít ra rồi, mít ra rồi, đánh đi, mít ra rồi. Má thằng mít mạnh. Rọc bắt, ủa? AD ơi. Má thằng AD di chuyển luôn. Tao còn đồ cát mà tao không dùng nè. Quá nhanh là quá nguy hiểm. AD đi chung đi chơi. Rồng này. Để tìm được một đứa kiểu. Chút tiền này ơi. Cái gì? Cắm mắt rồng đi. Di chuyển nó cắm mắt rồng Baron đi. Lên cái... À, thằng này bán gì cơ động đi. Lấy trừng phạt rồi. Thằng mít nó hết mana chưa? Ở trời 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 trời. Chơi lấy thằng nào đi, tụi nó hướng người. Xuống, chơi được, tao bắt rồng, tao bắt AD cho, thằng AD tao lo được. Tao canh thằng AD tao đánh thôi, đúng rồi, cứ quýnh người đi, tao canh thằng AD cho. Thay luôn. Chẳng đau ra, quýnh được ra. Chị người đéo chết kìa. AD hết rồi, AD hết. Quýnh đi, không rồi. Thằng này chết. Mẹ nó cay thế nhờ, hồi máu. Tụi kia nó hết trơn rồi, sao còn được sống rồi mà chơi đây. Xì xì giờ chết luôn. Đâu tiện nguyên đám đi đánh rừng, trong khi tụi nó nằm sau lưng nè. Thằng AD nếu ai cùng, thằng AD một mình nó lường AD nó đâu nổi đâu. Tụi nó lúc nào cũng có thằng một cover AD hết. Thôi không sao. Một đám đi luôn, một con tăng nè. Thằng bít ở đây, thằng AD thôi. Thế à? Nó đây mà ba rình. Á ngày đi rồi đó. Đi xúc xong mà đi vậy. Đâu. Cho ta ăn con kia, ăn con này cái này. Bỏ đi, bỏ tay mình xuống người đó, bỏ. Tay mình cũng là xuống người đó. Đồ đó 5 người không à. Ơ à, tưởng giấy chơi máu giấy quá. Tưởng mẹ chạy lại phải luôn. Em mình trời.
cái mình lay thằng 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 top có phải linh đam lắm đâu, thằng top mỗi đam mỗi gì thôi mà hay chờ mai hụt mai hụt cho đừng mắc đi. Đúng kỹ năng mà không có kỹ năng sâu đậm. Bây giờ người ta bốn món, nó hai món rồi. Ao đồ quá. Ao đồ quá. Tao bốn món rồi, cái thằng kia không có cửa nhưng mà tay mình là thua. Tay mình thiếu bẻ 3 đến 5 luôn ạ. Hai thằng chết nhanh quá. Chưa cười cho combat bị bắt lại một combo nhẹ nhàng là bay sát hai thằng. Thì tụi nó không cần dùng chiêu mạnh luôn á, tụi nó chỉ cần đánh dùng mấy trò nó thường nhẹ nhẹ thôi chết lại hai thằng rồi. Đây 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 cái phải không? Cũng tận là bắt bài kê đồ đó. Ủa? Cái phế từ lúc thằng đi đi với con boss rồi đó. Rồi khi mới không đi với thằng đó nữa, khi đi ram đó. Đi ram người ta người ta có đi ăn mạng. Người ta không ăn mạng, người ta không ăn mạng. Ăn mạng không ăn mạng không phải đúng rồi. Người ta đi ram đâu ăn mạng. Mấy flash kìa. Em nhìn nó téo kìa. Trời đó chơi chuột kìa. Bọc đầu cái kìa. Hai con đó đủ khó chịu rồi. Nó lại là lên boss rồi. Bất gặp. Lại là lên bot. Top có được game for free luôn. Top tiền có gánh chứ đâu. Thằng AD làm hết rồi đó. Mẹ thằng mít nó cũng mạnh cơ. Mít combo thằng tem đi hết. Trúng combo nó QR cái chết. Shiba. Shiba. Ok. Ê, anh Nai ơi. Có anh gì kìa, có mời anh gì đó phải không? Wow. Nai.
Say with me, yeah, yeah, alo chờ anh Liêm tí. Liêm đang bận gì á, chắc đang đi ỉa. Đây ơi. Đây ơi. Ui. Ui. Có phải đi á?
Lại bên dưới chứ gì. Nội cũng đóng cửa lại hả? Rồi còn một con nữa nội. Một con ở đâu? Alo, ở đây, alo, đùa, nói gì cho đỡ mất lòng chứ.
tắt tiếng, tắt tiếng. Cái gì vậy hả? Cái gì đúng không? Tại sao lại tại sao lại tắt tiếng? Anh kêu kêu tắt mất mở. Tắt mất mở. Cái vô cái bật. Người ta xài điện thoại là cái tắt mất trên game, hiểu không? Say with me nhìn quen lắm. Là bạn thì anh nào á của bên gì mà anh làm chỗ việc làm của chỗ của anh Liam á. Không nhớ. Nhớ đây rồi. À, anh Phát. Anh lên bạch kim rồi kìa. Anh lên kim cương rồi kìa. Anh hai nói ảnh vào bên đi. Làm vậy. Anh có biết ta là ai đâu, anh có biết chơi ạc của người này đâu đâu. Biết, anh biết. Ống xuống luôn. Ok, cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi và like kênh của mình nha. Hãy like, subscribe kênh của mình nếu như các bạn thấy nó hay và để ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ bye bye.